Vâng, kính chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay em về được một siêu phẩm đây các bác ơi. Đấy, một dòng micro mà rất nhiều các bác đang rất là trông ngóng, rất là chờ đợi. Đó chính là dòng micro chín 890 các bác nha. Mặt vàng gold rất đẹp, tay titan. Và dòng này thì uh, em Hiền cũng đã được biết là tất cả anh em thu gom ở trong một cái khu vui chơi giải trí. Người ta toàn bộ là người ta sử dụng a dây không các bác ạ. Và toàn bộ là sử dụng loa chuyên nghiệp. Đấy, đẩy chuyên nghiệp và vang chuyên nghiệp thì ở đây một dòng bay ưu via kết hợp cùng với lại đồng bộ tất cả từ vang xịn của cmac usa con này là chip analog device hai một bốn tám chín các bác nhá con này phần mềm đầy đủ chuyên nghiệp luôn và con này của nó được sánh với lại x 12 hai ruột gan của nó đã lắm các bác ạ con này của nó là usa luôn các bác c cmac là một thương hiệu hàng hãng của usa còn ở đây các bác nhìn thấy không em có một uh, uh, lô đẩy à, dòng đẩy của nó chỉ có 15 phân thôi các bác ạ hai kênh riêng biệt còn nếu mà các bác đánh uh, chập kênh đấy có thể ra cho các bác được 1.400w 4 ôm còn nếu các bác đánh uh, chập kênh uh, chơi ở thể 8 ôm uh, thì có ra cho các bác được 1.000w nhưng nó là cò lát đi các bác có thể đánh được một con như thế này một cặp và uh, a dây 25 chơi chỉ cần một con thôi đấy còn nếu các bác muốn đánh súp Đấy, mà chơi uh, 4 ôm nó có thể lên cho các bác được 1.400 w 4 ôm Đấy, hàng xịn các bác nhá. USA luôn và tất cả các bác nhìn cái nắp của nó đây. đây tất cả xe mắc của nó là đều là USA luôn các bác nhá. con này của nó thì nó thật là ở Việt Nam chúng ta không kiếm được đâu. Cái nắp này là bụi em tháo ra để cho các bác lấy mẫu thôi. Đây và con này của nó là cò lát đi các bác nhá. Anh em ai chơi gia đình, đây, chơi loa nghe nhạc, chơi loa sự kiện hoặc là các bác sử dụng à, uh, cho cái uh, mục đích là uh, đi làm show, đi làm tiệc cưới. Đấy, và với con này thì chắc chắn một điều là các bác có thể xếp ba con. Đấy, nó mới bằng một con đẩy một U và ba con này gần như là có thể cân nguyên cả một dàn âm thanh của các bác và đặc biệt ra thì khẳng định luôn các bác, hàng chính hãng xịn ở Việt Nam không kiếm đâu ra được và em để cho các bác với giá chỉ có hơn 2 triệu một con thôi. Và một con vang Cmax đấy, dòng vang chuyên nghiệp thì em chỉ để cho các bác với giá cũng chỉ hơn 2 triệu một con thôi. Con này 2 mic AB riêng biệt nha riêng echo thì vọt nghe cái độ nhạy của nó cực kỳ đã đòi luôn phần mềm đầy đủ và con này của nó là phải sánh ngang với x12 nhưng mà giá thì rẻ bằng x5 đấy anh em lưu ý em sẽ có một video cụ thể hơn về con này và em sẽ có một video test một con đẩy chỉ bằng cái nắm tay Đấy, đánh với một cặp loa full kép 40 để tất cả các bác chúng ta cùng nghe và cùng thưởng thức xem nó sẽ đạt ở cái độ đỉnh cao như thế nào bởi vì dòng này thiết kế ra để cho anh em đi đánh những cái dàn a dây hoặc là chơi những dàn âm thanh khó tính còn các bác chơi gia đình thì các bác yên tâm đi không có vấn đề gì quay trở lại với cái dòng micro đấy em thu được cùng ở phòng hát thì tất cả từ đẩy từ uh, uh, vang từ mic nó còn mới lắm các bạn baier bs tám chín các bác này đấy, mặt mũi các bác nhìn thấy không quắc vàng mặt mũi màu vàng gold quá đẹp Đấy, và cũng rất lâu để em nhìn mới lấy được một lô nó đẹp như thế này các bạn nhá Thật sự là nó còn quá mới Đây tay chân của nó đây Em cứ xếp đống ra đây cho bác nhìn nhá Đấy, và tay này của nó thì là tay titan và bảy màu anh em có thể nhìn thấy là côn kia cái thứ này anh em Thật chưa lau chùi chưa vệ sinh đâu dòng này của nó là dòng đuôi chuột các bạn đấy có da tốc có tự ngắt và được mệnh danh là một trong những dòng micro à, nịnh tiếng nhất đấy, chất lượng âm thanh là ra đủ giải và nó giúp cho những người hát yếu hát kém những người thiếu hơi chúng ta luôn luôn có một cảm nhận là khi hát bộ micro này sẽ cảm thấy là nó dễ dàng còn khi mà các bác đi làm show đi làm sự kiện lớn thì em khuyên các bác không nên bởi vì phân khúc này nó thuộc về phân khúc gia đình phòng hát còn các bác có thể áp dụng đi làm những sự kiện nhỏ đám cưới tiệc tùng hiếu hử hỉ được gọi là ok đó, và cao hiền cũng khuyên dùng các bác rồi mục đích nào là ra mục đích đó các bác nhá đấy và ruột gan của nó thì còn mới cứng cựa luôn các bác ơi còn mới cứng cựa luôn đấy và con này của nó thế hệ đòi cao rồi cho nên là ruột gan không sườn mềm mạch nó còn quá mới luôn các bác ạ nó mới mức độ là không tưởng luôn kể cả từ vang cho đến đẩy nét nẹt tất cả bao dìn bao tét bao ngon bao uh, xịn luôn cho tất cả anh em đấy và với con này thì chắc chắn một điều là tất cả anh em ai cũng biết được rằng là dòng này bên ngoài người ta ban đang bán ra với giá rất là đắt đấy, nhưng bên uh, cao hiền audio đấy, sẽ luôn luôn mang đến cho các bác một sự trải nghiệm và mức giá uh, hợp lý nhất hấp dẫn nhất và tất cả các bác ai mua bộ micro này em chỉ để cho các bác với giá là 2 triệu 250 nghìn đầy đủ chống lăn đầy đủ chống sốc Đấy, đầy đủ tất cả các phụ kiện kèm theo ví dụ như nguồn dây 6 ly bao ship toàn quốc và bảo hành cho anh em 3 tháng mặt mũi quá đẹp màu uh, uh, cam các bạn nhé quắc của nó là quắc màu cam đây volume to nhỏ đây bay ơ tám chín gần như là đầu thu không một viên xước anh em ai nhìn con này chắc chắn là rất là thích và một phần quan trọng nữa đó chính là cái à, phần là test tiếng để tất cả các bác chúng ta cùng nghe đây một tay micro của nó đây các bác nha thật sự là trông nó quá đỉnh và em cũng xin phép tất cả các bác là em đang test tại cái vị trí test đồ cho nên hình ảnh nó có hơi lộn xộn rất mong tất cả các bác chúng ta thông cảm sáu bảy các bác nghe nhé anh em ai có thay nghiệm xịn thì đeo vào nhé sáu bảy các bác nghe này 2 hay sáu sáu chín chín sáu chín bảy bảy hai ba bốn năm sáu bảy alo alo sáu chín bảy gia tốc tự ngắt đấy và nó hỗ trợ hú zip cũng cực kỳ là tốt một tay micro em đang bật sẵn đây các bác ạ à? đang bật sẵn và em để trước một cái dàn âm thanh phải dùng một từ là nó cũng đã lớn rồi chứ chưa phải là khủng lắm nhưng các bác thấy có zip có hú không rất ít hú dít nha. Còn phần còn lại đã là mic sống thì phải hú phải dít bởi vì do các bác căn làm sao để cho nó hợp nhãn, căn làm sao để chất âm nó hay nhất thì à, nó sẽ hỗ trợ cho các bác hú dít rất là tốt. Còn đương nhiên những dòng micro à tiếng tăm hay, độ nhạy cao, dư giải thì vấn đề hú dít nó cũng sẽ không tránh được. Nhưng đối với bộ này thì phải dùng một từ nó rất ok. Đây các bác nghe chưa? 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Lên Alo, một, hai các bạn Đó, ok Và bây giờ thì em Hiền cũng xin phép tất cả các bác này Đấy, 2 triệu 250 nghìn đồng Tất cả các bác ai chốt Tất cả các bác ai quan tâm Thì có thể lấy cho em Hiền nguyên cả bộ như thế này Đấy, còn đối với à, dòng sản phẩm này Em bao ship toàn quốc bảo hành 3 tháng hỗ trợ chọn đòi luôn cho anh em nhá Đó, và đối với con vang này Thì em sẽ có một video cụ thể hơn Anh em ai biết về dòng C-Mark Mỹ này khẳng định các bác là một cái dòng châu Âu Việt Nam rất ít người có các bạn ạ. Đấy và con này của nó phải sánh vang à, ngang vai với lại X12 hoặc là trên tầm X12 bởi vì con này của nó tiếng rất hay, sản xuất theo cái tiêu chuẩn cái công nghệ của Mỹ. Còn đối với con đẩy này, đấy, em khẳng định các bác là bói ở Việt Nam rất khó, rất khó kiếm. Cò lạt đi. Phải dùng một từ là anh em đi làm sự kiện mang vác này, sách một vali có thể cân nguyên cả dàn. Cực lạnh, cực bền, đấy, hệ thống âm thanh quá sắc nét uy lực mạnh mẽ còn lát đi mang đến cho các bác một sự trải nghiệm ok cảm ơn nhá đây và số điện thoại tất cả các bác ai quan tâm liên hệ qua số điện thoại bên dưới à, hotline các bác nhá còn số bên dưới là hỗ trợ kỹ thuật 0936 118 58 anh em xem video nếu mà thấy hay thấy ý nghĩa cho em hiển xin một like một đăng ký kênh và một hai hôm tới em có thời gian đây có rất nhiều đồ rất nhiều các sản phẩm em chuẩn bị thanh lý cho anh em đây đấy hai trăm năm trăm ba trăm đây, và cái sản phẩm nào các bác cảm thấy hợp nhãn các bác nhặt được thì các bác à, lấy cho em hiền xin chân thành cảm ơn